Chào các bạn. Thì hôm nay rảnh rảnh và cũng sau 1 tháng thì mình cập nhật lại với các bạn về cái cây quýt ngọt mà mình đã chiết cành đem trồng. Hiện nay các bạn thấy cam đang bật mầm mới. Đấy, quả thì mình vẫn để lại. Tuy rằng cái cành chiết thì cái quả này sau này nó sẽ rất kém. Đấy. Nhưng mình cứ để lại xem thế nào thì báo cáo các bạn là đến bây giờ các em cũng vẫn đang phát triển. Có điều này trời nắng thì các em hơi cháy một chút. Đấy, và cành chiết thì các em phát triển sẽ không được như ý. Đấy, nhưng không sao, thì mình chủ yếu là để chứng tỏ rằng cái bộ rễ của em rất khỏe thì các em mới sống khỏe và các em giữ được quả các bạn ạ. Đấy. Đây, lộc em đang lên là rất là đẹp, quả rất tốt, sắp 1 tháng thôi nhưng mà tốt quá các bạn. Cây cao khoảng gần 1 mét, 70-80 phân. Thế này như vậy mình cũng đã chiết nhân giống cây quýt ngọt thành công. Và bây giờ coi như mình đã có một cái cây quýt ngọt đang trồng. Giờ với cây chiết này thì báo các bạn thì cũng chỉ khoảng 1 đến 2 năm là các em sẽ cho thu hoạch. Tất nhiên tùy theo cái độ chăm sóc. Nếu chăm sóc tốt thì cây sẽ to khỏe hơn, mà cây chúng ta chăm sóc kém thì cây sẽ kém hơn. Đây, còn đây là cái cây quýt bố mẹ. Thì hiện nay thì các bạn thấy là quả của em cũng đã khá to. Nhưng mà cái quả trên cùng này thì cũng bị cháy nắng quá các bạn. Giai đoạn vừa rồi nắng kinh khủng, hơi bị cháy nắng. Cây cao khoảng gần 2 mét. Đây các bạn thấy quả cháy nắng rất ghê gớm. Phần phía dưới xanh, phía trên này nghe về vẫn cháy nắng kinh khủng. Hai quả này xuống dưới thì còn đỡ hơn, thì cũng đã to bằng nắm tay rồi các bạn, nắm tay nhỏ rồi. Đấy. Cái này thì mình cũng trồng mới được có chưa đầy 2 năm các bạn. Đấy. Thì mình mua giống ở trên mạng thì trồng chưa đầy 2 năm. Các em đã cho quả như thế này rồi. Đấy, rất là phấn khởi. Tiếp theo đây cũng là một cái cây quýt ngọt nữa, cùng giống của em. Đấy, đây là cái cây nhạc tiên. Đấy, cây nhạc tiên rất tốt. Đấy, cây nhạc tiên này là trước đây mình phải trồng để gọi là nhạc tiên. Đấy, ăn được ngủ được nhạc tiên, uống cây nhạc tiên nó ngủ rất tốt cho nên mình trồng. Hay con nơi còn gọi là cây đèn lồng này. Đấy, ăn quả nên rất thơm. Đây quả cây. Cây này thì cao khoảng hơn 2 mét các bạn. Thì dự kiến sau cái đợt quả này thì mình sẽ tiếp tục
mình chiết cái đoạn là cao nghèo này đi, để lại từ trên này xuống dưới khoảng hơn mét thôi. Đấy, để cho cây phát triển những cái cành dưới này nó khỏe mạnh, sẽ sum xuê cây. Đấy, chứ để nó cao vọt như này trông nó rất là xấu. Đấy, thế mình sẽ chiết cái cây này thì mình sẽ được một cây nữa. Đấy, và cũng sẽ có những cái nhánh như thế này thì sau này cây phát triển sẽ rất là đẹp cây. À, tiếp theo đây thì mình cập nhật tiếp với các bạn về cái cây chanh cũng được chiết và cắt trồng sau hơn một tháng. Thì các bạn thấy cây chanh thì phát triển khỏe mạnh hơn, hiện tại các em nên mầm rất tốt, rất đẹp, rất tuyệt vời. Thậm chí các lá mầm đã bắt đầu chuyển già và chuẩn bị cho nước mầm tiếp theo. Đấy, bởi vì đây là toàn bộ gần như là mầm mới, còn cái lá cũ thì sau mấy hôm thì các em sẽ đã rụng hết rồi các bạn. Cái mầm mới đem lên rất đẹp. Từ những cái nhánh ở dưới này các em đều phát triển rất là tốt, cỏ tốt. Đây. Và các bạn với cây chanh lên như thế này thì chỉ khoảng một năm sau, tầm này sang năm thì chắc chắn các em sẽ là cho quả các bạn. Bây giờ chúng ta dùng cái phương pháp chiết nhân giống và chiết cái cành lớn như thế này thì chúng ta sẽ nhanh được thu hoạch. Còn nếu như trồng từ cái cành nhỏ với các loại nhiều bạn thì chỉ mua cái cành nhỏ như thế này thôi, thậm chí chỉ nhỏ bằng một cành nhỏ này thôi, thì báo cáo các bạn trồng vài ba năm sau thì không thể phát triển nhanh tốt bằng cái cành này như này được. Đấy, các bạn thấy đấy, độ tán của em rất là rộng, khoảng gần 2 mét, cây cao khoảng 1,5 mét, rất đẹp. Đấy. Đấy, thế thì hôm nay thì mình cũng rảnh rảnh cập nhật lại với các bạn về cái cây chanh và cái cây quýt ngọt. Sau khi chiết trồng được một tháng thì các em cũng đã sống và phát triển một cách rất khỏe mạnh, chứng tỏ rằng cái kết quả là chiết đã thành công một cách mỹ mãn và cái cách trồng cũng đưa lại cái hiệu quả cao nhất. Thì cũng không làm mất thời gian của các bạn nhiều, thì mình cũng xin được dừng video ở đây. Mình chúc các bạn xem video cùng đại gia đình nhà mình luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt đối với các bạn là đam mê làm vườn thì chúng ta có thể chiết ghép để nhân giống những cái giống cây quý hiếm để chúng ta sử dụng và hiệu quả kinh tế cao. Chúc các bạn thành công như ý.
Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video sau. Xin được tạm biệt các bạn.